chứng cổ vai cánh tay, với tên gọi khác là bệnh lý rễ thủy cổ, là chứng bệnh thường thấy ở vùng cổ, vai gáy và cánh tay. Các triệu chứng lâm sàng của hội chứng này liên quan đến các bệnh lý đốt sống cổ, kèm theo rối loạn chức năng ở thủy cổ hoặc rễ dây thần kinh. Tình trạng này không liên quan tới các bệnh lý viêm với những nguyên nhân hình thành như thoái hóa khớp liên mỏ, liên đốt, làm hẹp lỗ tiếp hợp hoặc thoái hóa cột sống cổ chiếm tỷ lệ 70-80%. Chúng gây chèn ép rễ hoặc dây thần kinh cột sống cổ ở lỗ tiếp hợp, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ chiếm tỷ lệ 20-25%, khiến khối nhân nhảy thoát vị chèn vào dây chằng dọc hay rễ thần kinh. Nguyên nhân khác: chấn thương, nhiễm trùng, loãng xương, bệnh lý cột sống, khối u, ngồi sai tư thế trong một thời gian dài, mang vác nặng. Hội chứng cổ vai cánh tay thường có nhiều biểu hiện khác nhau dựa vào nguyên nhân, vị trí và mức độ tổn thương của bệnh. Cụ thể, 1. Hội chứng cột sống cổ, cơn đau âm ỉ từ từ ở vùng cổ gáy, xuất hiện đột ngột sau khi ngủ dậy hoặc các động tác vận động cổ mạnh. Người bệnh gặp khó khăn trong việc vận động cột sống cổ, thậm chí có dấu hiệu vẹo cổ, đau điểm cột sống cổ khi ấn vào gai sau hoặc cạnh cột sống thắt lưng. 2. Hội chứng rễ thần kinh, cơn đau xuất hiện ở vùng gáy rồi tới vùng chẩm, xuống vai, cánh và bàn tay. Tình trạng đau tăng lên khi bạn ngửa cổ, gập hoặc xoay đầu, nghiêng đầu. Rối loạn vận động, rối loạn cảm giác như lúc tê, lúc rát bỏng ở cánh tay, bàn tay, ngón tay và cơ yếu dần đi. 3. Hội chứng thủy cổ, tê bì, teo cơ, hai tay khó hoạt động và đi lại khó khăn. Trường hợp nặng hơn có thể gây liệu ngoại vi, liệt trung ương tứ chi, rối loạn phản xạ đại tiểu tiện. 4. Triệu chứng khác: rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn thị lực, rối loạn vận mạch vùng chẩm, vai, toàn thân sốt, sụt cân, vã mồ hôi vào ban đêm, rét run. Hội chứng động mạch sống, giảm thị lực thoáng qua, đau vùng chẩm, vùng tai, người mệt mỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.